Ngọc Tâm, mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine sớm kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tiêu đề Chiến tranh ở Ukraine. Còn lá bài nào cho Putin? Kính thưa quý vị, đánh chiếm Soledad, Bakhmut để cho bằng được, để lấy tiếng bất chấp mạng lính, tiếp tục tấn công vào thường dân Ukraine. Vị sa hoàng đỏ Vladimir Putin được cho là bất bại, nay đang trong ngõ cục. Đấu tranh quyền lực giữa quân đội Nga và lính đánh thuê. El Express nhận thấy trong trận đánh mang tính biểu tượng ở Soledad. Ông chủ Wagner Evgeny Prigozhin cố gắng chứng tỏ lính đánh thuê của mình giỏi hơn quân đội chính quy của Nga, với cái giá phải trả hết sức nặng nề. Hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 1, Nga vừa loan báo chiếm được thành phố 11.000 dân ở miền Đông. Thì chỉ vài phút sau, quân đội Ukraine đã cải chánh. Hai ngày trước, mọi việc cũng diễn ra y như vậy. Khoe khoang chiến thắng quá sớm, đầu bếp của Putin đã bị cả Moscow và Kiev dội gáo nước lạnh. Soleda có thể sẽ thất thủ, nhưng sự vội vã này cho thấy Wagner hết sức nóng lòng có được kết quả sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Pololiak nói rằng những trận đánh ở Bakhmut và Soleda là đẫm máu nhất từ trước cho đến nay và quân Nga thiệt mạng khủng khiếp nhất. Liberation nhấn mạnh Soledad, một biểu tượng cho Moscow với cái giá một núi xác chết. Theo ước tính của Mỹ, trong số gần 50.000 lính đánh thuê, đã có hơn 4.100 người chết và 10.000 đã bị thương. Tuy nhiên, Wagner có số lượng dự trữ lớn để thay thế, đó là các nhà tù Nga. Tổ chức phi chính phủ Gulagu.net cho biết ít nhất 30.000 tù nhân đã được Wagner tuyển mộ để đưa sang Ukraine. Tướng Dominiki Trinwald cho rằng họ chỉ là những tấm bia thịt để làm kiệt quệ những chiến binh dứt rèn. Về chiến thuật, giành được Soleda, Nga có thể bảo vệ Bakhmut. Còn Wagner chiếm mỏ muối đáng giá. Prigozhin có thể tặng chiến thắng này cho Putin hay là không? Wagner đã tung hết mọi phương tiện vào thành phố không còn dấu vết của sự sống này. Cũng theo tướng Trang Ward, trong một chiến dịch tầm cỡ, sự đoàn kết của bộ chỉ huy là quan trọng nhưng phía Nga lại không có. Một số chuyên gia cho rằng việc Kremlin hôm ngày 11 tháng 1 đã chỉ định Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Karasimov thay cho Sergei Sorovikin, vốn thân cận với Prigozhin, là một cách nhắc nhở. Bên ngoài chiến trường, đấu tranh quyền lực vẫn gây gắt. Thấy ngựa giữa dòng thường xuyên, Putin độc quyền quyết định. Le Point cho rằng việc thay đổi liên tục các tướng lãnh cho thấy điểm yếu trong bàn tham mưu Nga, sự độc đoán của Putin. Valery Gerasimov, 67 tuổi, là quân nhân chuyên nghiệp, cả đời dành cho binh nghiệp và trung thành với truyền thống Soviet. Là tướng lãnh cao cấp nhất trong quân đội Nga, ông cũng là nhân vật trung thành với Vladimir Putin và Sergei Shoigu, tác giả của chủ thuyết mang tên ông. Gerasimov, từng thành công ở Syria, Chechnya và Crimea. Ông chỉ huy chiến dịch những người áo xanh, không quân hàm quân hiệu, chiếm bán đảo này năm 2014. Theo nhiều nhà phân tích Nga, việc bổ nhiệm này là một món quà tẩm thuốc độc. Vì này, Karasimov sẽ trực tiếp hoạch định và chỉ đạo các chiến dịch. Phái chăng Sorovikin bị loại vì thất bại. Nhận nhiệm vụ từ tháng 9 Sergei Sorovikin, là tác giả chiến lược oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng không dẫn đến việc Kiev sụp đổ. Hơn nữa, tên ông lại gắn liền với việc rút lui khỏi Kherson và thảm kịch Makievka, đã làm hàng trăm lính Nga bị chết, cũng như việc huy động quân dự bị một cách vô tổ chức. Tướng Jeremy Pelestrandi cho rằng với việc bổ nhiệm Valery Gerasimov phụ trách chiến trường Ukraine, Kremlin đã thu gọn về một mối. Về nghiên cứu chiến tranh ISW, nhận định có thể nhằm tổ chức những cuộc tấn công lớn trong năm 2023. Theo tướng Trang cứ sau mỗi thất bại, Putin lại thay tướng. Rốt cuộc cho thấy chỉ có Putin là người quyết định. Tướng Pháp, Tổng thống Zelensky, lãnh đạo hiệu quả hơn ông chủ của Điện Kremlin. Tướng Henry Bettergate, Cầu tổng thâm mưu trưởng quân đội Pháp, khi trả lời phỏng vấn của Le Point đã nhận định Zelensky tỏ ra là thủ lãnh quân sự hiệu quả hơn Putin. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nguồn lực chính đến từ lòng ái quốc của người dân và quân đội Ukraine. Ông nhận xét quân đội Nga vốn đã từng thành công tại Syria rong rã gần 11 tháng qua, không chiếm nổi giữa Ukraine là một bất ngờ rất lớn. Trong khi CIA dự báo chỉ hai tuần là Kiev đầu hàng. Việc Nga không kiểm soát được không phận Ukraine cũng là một ngạc nhiên lớn. Trong những tháng đầu tiên, Nga đã bị mất một số lớn trực thăng cho những toán quân cơ động. Trong cuộc chiến Ukraine, ông Pentagate không thấy điểm gì mới. Pháo binh vẫn là chủ đạo. Các không phải là một cuộc cách mạng. Sự tham gia của lính đánh thuê cũng không mới. Chỉ có điều Wagner can thiệp trực tiếp một cách quy mô và đặc biệt rất siêng năng trong cuộc chiến tranh thông tin. Tất nhiên không có sự hỗ trợ của quốc tế. Ukraine khó chống chọi nổi với quân đội Nga, mạnh và đông đảo hơn nhiều. Theo ông, không có một nước nào có thể đơn độc kháng cự một cuộc chiến tranh quy mô như vậy. Những lá bài cuối cùng của Putin Le Point phân tích về những lá bài cuối cùng của Putin tổng động viên dùng đến vũ khí nguyên tử. Tổng thống Nga có thể làm gì để tránh bị đánh bại ở Ukraine? Vladimir Putin muốn chấm dứt loạt thất bại qua việc động viên thêm 300.000 quân sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine. Kèm theo là việc đã kích dữ dội phương Tây. Từ này được mô tả là địch thủ thực sự của Nga. Putin không thể thú nhận thất bại trước nước láng giềng nhỏ và yếu hơn. Vị sa hoàng đỏ được cho là thất bại, nay đang trong ngõ cục. Quân Nga chiến đấu từ nhiều tháng qua đã rất mệt mỏi, không được tăng viện. Cần 2 đến 3 tháng nữa mới huấn luyện và trang bị được cho tân binh. Trừ khi đưa thẳng họ ra chiến trường để làm bia đỡ đạn. Tổng động viên nhân dân Nga như là Stalin năm 1941. Nhưng thời đó để chống lại quân Đức. Còn nay Moscow là bên đi xâm lược che giấu tầm vóc của thất bại qua việc tìm kiếm ngừng bắn. Nhưng ở Moscow không ai bị lừa và Kiev cũng chẳng muốn. Trước mắt chỉ còn cách là tiếp tục lấn đất để giành dân. Việc dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật cũng đặt ra nhiều vấn đề. Nhắm vào quân đội thì lực lượng Ukraine đang đang xen với quân Nga hay một số thành phố Ukraine, một trục giao thông. Theo The Point, Điều quan trọng là răng đe Moscow để khả năng này không xảy ra. Phía Hoa Kỳ cũng tỏ ra kiềm chế. Hiện có hai luồng ý kiến khác nhau. Hoặc tăng cường vũ trang cho Ukraine, kể cả chiến đấu cơ. Hoặc có những biện pháp từ lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine cho đến oanh kích hạm đội hắc hải của Nga ở Sebastopol. Dù sao đi nữa, Putin ngày càng có ít lựa chọn hơn. Không có phương án nào đảm bảo được chiến thắng cho ông ta. Phương Tây không để Nga tiếp tục gây tội ác Trong bối cảnh đó, The Economist nhấn mạnh phương Tây nên cung cấp xe tăng cho Ukraine, cho rằng đồng minh quá thận trọng trong việc trao những phương tiện để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Rốt cuộc, cũng có tin vui là Pháp, Mỹ, Đức bắt đầu gửi các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Nhưng như vậy là chưa đủ Kiev cần những chiến xa thực sự như là Abrams của Mỹ, Leopard của Đức và các hỏa tiễn tầm xa. Theo European Pravda, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Vadim Kapiak ngày 14 tháng 1 để đề cập việc các quốc gia đã bày tỏ mong muốn cung cấp xe tăng hạng nặng Leopard 2 của NATO cho lực lượng vũ trang Ukraine ngoài Ba Lan và Phần Lan, Ngoại trưởng Kuleba cho rằng có ít nhất 3 quốc gia khác nhất trí để chuyển giao xe tăng Leopard 2 nếu Đức với tư cách là quốc gia sản xuất đồng thuận với điều này. Tổng số xe tăng mà các nước thông báo có thể chuyển giao cho Ukraine hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, ít nhất là vào khoảng 100 phương tiện chiến đấu loại này. Tây Ban Nha và Đức, hai quốc gia có số lượng xe tăng Leopard 2A4 đã phục vụ trong quân đội nhiều nhất, có thể trở thành những nhà cung cấp chính. Trước đó, có thông tin cho rằng phương Tây có thể viện trợ tổng cộng khoảng 500 xe tăng Leopard 2 cho Kiev, trong khi Cộng hòa Séc có thể chuyển thêm khoảng 50 xe tăng T-72 tới Ukraine. Cùng ngày 14 tháng 1, theo AFP, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đề cập ý định của London về việc triển khai xe tăng hạng nặng Challenger 2 cùng với hệ thống pháo bổ sung tới quốc gia Đông Âu thân phương Tây này. Những vũ khí như là HIMARS đang làm cho quân Nga sợ hãi sẽ tạo cơ hội cho Ukraine đột phá, đưa Nga trở lại những giới tuyến trước ngày 24 tháng 2. Không thể nói rằng, giao xe bọc thép Marder sẽ ít nguy hiểm hơn Leopard. Chiến tranh là nguy hiểm và Kiev cần công cụ để hoàn thành công việc này. Một số tiếng nói ở phương Tây lo ngại sẽ dẫn đến việc NATO tham chiến. Những lo lắng này không phải là không có cơ sở, nhưng những lần tranh đỏ của Putin đã nhiều lần bị vượt qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Thời gian không còn nhiều, nhiệt độ ở Kharkiv đã giảm xuống đến âm 10 độ C nếu Ukraine không nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Moscow có thể tấn công tiếp sau khi giành được toàn bộ miền Đông. Dù không đạt được mục đích là chiếm trọn Ukraine đi nữa, nhưng Vladimir Putin cũng ngăn cản được quốc gia này trở thành một đất nước dân chủ, thịnh vượng. Và đây cũng là một kiểu chiến thắng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình. Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.